Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta trồng cây vải ha các bạn ha. Từ hạt rất là dễ dàng nha các bạn ha. Thì trên tay mình đang cầm là những cái hạt vải nha các bạn ha. Khi mình ăn xong thì mình sẽ có những cái hạt vải như thế này ha. Đó, thì việc đầu tiên các bạn thì mình sẽ chuẩn bị đất nha các bạn ha. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị đất ha. Thì ở đây mình chuẩn bị những cái bầu đất như thế này ha. Đất của mình là đất mình trộn ha. 50% là đất ha. Còn lại là 50% là sơ dừa nè, tro trấu nè, phân dê, phân bò nha các bạn ha. Đó ha, rồi có thể là mình làm cỏ ha, nếu có xuất hiện cỏ như thế này ha các bạn ha. Đó ha. Đó, mình làm cỏ sạch đi ha. Rồi ha. Rồi ha, đầu rồi, thứ hai là gì? Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái hạt vải nha các bạn ha. Các bạn có thể là để hạt vải chúng ta phơi khô các bạn. Chúng ta ăn xong thì chúng ta phơi khoảng chừng 5 đến 7 ngày ha. Thì sau đó chúng ta lựa ra nha các bạn ha. Ở đây có những hạt to nhỏ ha. Chúng ta sẽ lựa ra những cái hạt to như thế này nè ha. Đây nè, đây là những hạt vải to ha. Nó thì để cho nó nảy mầm tốt nha các bạn ha. Nè, nó ha. Đây, ở đây ta lựa ra ha. Đây. Ha, đây, đó. Ha, đây là những hạt vải to nè ha. Rồi, đó. Rồi. Này thì nó lép rồi. Nhỏ quá thì nó mức độ nảy mầm thấp lắm ha bạn ha. Rồi, ha, thì đây mình sẽ nó ha. Rồi thì mình cách mình trồng thế nào các bạn ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi các bạn xem nha, thì đây cái hạt vải khi chúng ta trồng thì bạn biết ha, đây là cái đầu nè bạn ha. Cái đầu này khi mình trồng thì nó sẽ nứt ra, và cái chỗ này nó nứt ra thì nó sẽ nảy mầm, và cái rễ nó cũng sẽ chui ra từ đầu này luôn ha. Do đó khi ta trồng thì ta đặt cái hạt vải các bạn ha. Đây ha, chúng ta đặt nằm ngang như thế này nha các bạn ha. Chúng ta không, đây nè ha, ta đặt nằm ngang như thế này ha, thì khi nảy mầm thì lên nó mọc lên và cái rễ nó sẽ đâm xuống ha. Do đó mình đặt nằm như thế này ha, rồi sau đó mình lắp đất lại ha. Đó ha, rất là dễ dàng ha. Thì sau một tuần nó sẽ nảy mầm lên đó ha. Thì đó là cách mình hướng dẫn các bạn chúng ta trồng cái vải từ hạt các bạn ha. Đây thì có thể mình ăn vải, mình thấy cái nào ngon thì mình trồng. Tất nhiên thì chúng ta trồng bằng hạt thì đương nhiên nó sẽ lâu có trái hơn các bạn ha. Nó khoảng mất từ 4 đến 5 năm mới có trái ha. Còn nếu chúng ta trồng bằng cành thì chiếc cành thì nó sẽ nhanh hơn ha, và chất lượng thì nó cũng giống cây bố mẹ hơn ha. Thì tùy theo chúng ta thích, chúng ta muốn trồng cái nào cũng được ha. Thì cái này chúng ta trồng thì đó, có thể chúng ta trồng cái cây này để cho nó thích hợp với môi trường ha, khí hậu chúng ta ha, sau đó chúng ta ghép vô để nó phù hợp ha. Đó thì đây là cái mình hướng dẫn các bạn ha. Đó, chúng ta để nằm ngang các bạn ha, để hạt nằm ngang, sau đó chúng ta lắp lại như thế này ha. Rồi đó ha, rất là dễ nha các bạn ha. Đó, các bạn lấy đây ha, chúng ta để chúng ta đặt cái hạt nằm ngang như thế này ha. Rồi chúng ta lắp bắt lại ha, là xong nha các bạn. Đó, chúng ta đặt lại hạt nằm ngang ha. Đó, đây mình đặt cái hạt nằm ngang rồi đó. Lắp bắt lại nha các bạn, đó là xong rồi ha. Rồi đó là hướng dẫn mình cách bạn mình trồng vải từng hạt nha các bạn ha. Chúc các bạn là thành công nha, rất là dễ dàng nha. Rồi.